Bà con có một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa. Cô dắt đôi tà áo ướt đẫm nước, tròn con mắt phân trần. Sư gì ngộ quá, đâu cũng có nhà mà không có chỗ đục mưa. Ở đâu cũng tường rào kín mít, kiếm đỏ con mắt mới gặp được mái hiên. Tôi mới đứng chút xíu đã bị kêu tránh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê, bà con còn đem ghế cho ngồi. Ngay cái ngày đầu tiên đó, cô đã mang một chuẩn mực mới tới với gia đình họ, tạm gọi là phải ở dưới quê. Ngõ mấy con cá rô nằm cạnh rổ cải bắp, cô thẫn thờ. Trời ơi, phải dưới quê mình nấu cá rô với bông so đũa, ngọt nước dữ lắm. Bông so đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh, mật ơi là mật. Hàng xóm cãi nhau, cô ngó qua rào. Phải ở dưới quê, thế nào cũng có người chạy tới can. Người ngoài nói tiếng ngọt, tiếng lạc cũng đỡ căng lắm. Sau mỗi bữa ăn, cô tần ngần. Phải ở dưới quê, đồ ăn dư như vậy là nuôi được mấy con heo. Cả nhà chủ vừa buồn cười vừa khó chịu. Họ đã sống một cuộc sống được xem là hiện đại, đầy đủ. Họ hài lòng với những gì mình có. Nhưng cô giúp việc tỏ ra không mấy hài lòng. Suốt ngày đi so sánh, mà so sánh với nếp quê mới kỳ cục. Phải ở dưới quê, ra vườn chút xíu là kiếm được rổ rau rồi, đâu phải mua chi cho uổng tiền. Phải dưới quê, mùa này gió chướng thả cửa, ở trong cái nhà hả họng đón gió sông, mặc sức mà run, mở máy lạnh làm chi, ngợp quá chừng. Phải ở dưới quê, chặt cây chuối ra ao tập lội, khỏi mắc công đi hồ bơi. Phải ở dưới quê. Mỗi ngày qua cô lại đưa ra một vài kiểu so sánh mới. Chi tiết và tinh tế đến mức cô đặt cả bụi và cỏ lên bàn cân. Cỏ ở thành thị cũng vô duyên. Phải ở quê, cỏ phơi khô đem đốt, lấy tro trồng đậu, trồng dưa. Chủ nhà quen dần, thấy mến cái cách nói thẳng thừng, gọn lõn, ngõn ngẽn tỉnh bơ. Như thể cái xóm nhỏ heo hút kia mới chính là thiên đường. Và cô, dù đã xa mảnh thiên đường đó mà lòng còn cắm sào ở bến sông, níu mãi bụi ô rô đọt nhãn lòng, hàng lơn nước xanh rêu, con gà mái quýnh quán gọi đàn con đến bên ổ mối. Cô qua nhập chậm, bởi bước chân cô kéo theo hàng hàng ký ức, lớp lớp nỗi nhớ, dễ gì. Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để dịn vào đối chiếu, so sánh. Chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại sung túc là thiên đường. Nhưng bây giờ thì họ hoang mang. Thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc ương bướng. Bởi cô không nghĩ vậy. Gì chứ, quê cô là nhất. Cô là người không dễ bị thuyết phục, kể cả lúc buộc phải đồng tình. Cái bếp này không khói, khói bị chảy nước mắt. Nhưng không khói thì không thơm mùi củi ướt, mùi những con mối nhỏ, trứng kiến bị cháy vàng, mùi khoai lang dùi trong than. Mỗi khi cô nhưng mà chủ thót tim, vì thấy mình thua là cái chắc. Nhiều lúc nằm nhìn cái mái điều hòa thấy mặc cảm dễ sợ. Mặc cảm với những ngọn gió phóng khoáng, thổi nước chảy tràn lên những bờ sông quê cô. Và vì có nhiều tiền, cũng đôi khi làm nhà chủ bẽn lẽn. Họ không bao giờ mua được cái chốn nhớ cho mình, với khói đốt đồng, bông khế rụng, mấy con ong bầu do da đục kèo nhà làm tổ. 6 tháng, cô chỉ có cái lý duy nhất phải ở dưới quê mà siêu lạc cả nhà chủ. Họ bắt đầu cảm thấy cái nơi mà họ chưa từng đặt chân đến mới là thiên đường. Bữa cô về quê giữ đám giỗ, họ nôn nao như chính mình trở về. Đám trẻ con dậy sớm, lăng xăng dặn. Chị hai về, nhớ đi câu thác lát, bứt bông súng, hái chùm ruột đem lên cho tụi em ăn ngang. Người lớn rảo qua rảo lại, ngó cô giúp việc nháo nhác bên cái giỏ. Chỉ mấy hộp bánh tây trà lại mà cô nhét vào, sổ ra, rồi lại nhét vào.
Chút nữa thôi, chuyến tàu trưa sẽ đưa cô về lại thiên đường riêng mình. Nhà chủ ngó cái lưng cô giúp việc khuất dần và nghĩ thầm. Mình đã từng có thiên đường, nhưng nó đã không còn nữa. Cô trở lại nhà chủ cũng một bữa mưa rào. Dường như mưa cuối mùa, lùi cùi rửa đôi dép, cô cằn nhằn. Sầu quá, dưới quê bước ra là gặp sình lầy, dơ muốn chết, phải ở thành phố. Chủ nhà hơi khựng lại, ngỡ ngàng. Cô vẫn hồn nhiên, đám dỗ làm bánh lũ khủ, phải ở thành phố chạy ra chợ mua cho gọn. Lòng cô đã không còn buộc dây nơi bến cũ, thiên đường của cô cũng tan biến mất rồi. Rốt cuộc không có thiên đường nào hết. Chuyện bình thường thôi, cô đã được tiện nghi thành thị nuông chiều, nhận ra một chuẩn mực mới, một trò chơi nhỏ của thời gian, nhưng mà chơi ác. Biết vậy, nhưng nhà chủ vẫn buồn, vì lòng họ đã neo vào một cô giúp việc quê mùa hồn nhiên chân chất của mưa xưa.